24 tuổi, mình đến Hàn Quốc đã học được 3 năm và bây giờ mình đang theo học trong ngành tại trường Sogang University, chuyên ngành Hàn Quốc học toàn cầu và Media Entertainment. 네, 그러면 한국에 오게 된 계기도 말씀해 주세요. Về lý do thì thật ra cũng không có lý do nào cụ thể cả. Đơn giản thì là từ hồi bé thì mình đã rất là kiểu thích văn hóa Hàn Quốc ý, xem drama này, nghe K-pop và từ đấy là thích ứng dần với văn hóa Hàn Quốc. Và sau này khi mà quyết định chọn trường đại học thì lúc đấy mình không, nói chung là không có một cái trường nào mà khiến mình cảm thấy hứng thú. Và lúc đấy thì chợt nghĩ ra là hay là thử ra nước ngoài xem như thế nào. Thì đấy là lúc mà mình quyết định là quyết tâm thử một lần đi du học. Thông qua Upline Korea thì mình muốn là thông qua những cái trải nghiệm cá nhân của mình thì mình muốn giới thiệu đến cho tất cả những bạn học sinh đang có ý định muốn du học hoặc là những du học sinh đang sinh hoạt tại Hàn Quốc là làm thế nào để có thể trải qua một cái cuộc sống sinh hoạt một cách thú vị nhất. mình rất là thích việc ăn uống, nói chung là rất là thích ăn uống chơi bời, thế nên là sau này có lẽ là mình sẽ muốn giới thiệu cho tất cả mọi người về những cái địa điểm vui chơi ở Hàn Quốc, những quán ăn ngon chẳng hạn. Để mà nói thì cái vấn đề khiến mình đắn đo rất là nhiều chắc là về vấn đề kinh tế. Tại vì là cái việc mà để cho con cái ra nước ngoài du học thì không phải là một cái vấn đề dễ dàng. Vì thế nên là cả mình và gia đình mình rất là đắn đo rất là nhiều. Và để giảm bớt những cái phần khó khăn, áp lực về mặt kinh tế cho bố mẹ thì mình đã quyết tâm là giành được học bổng tại trường Sogang. Và để làm được điều đấy thì mình đã cải thiện khả năng ngôn ngữ. Tại vì nếu như mà khi đi du học ý, nếu mà các bạn có bằng TOEIC thì cái việc mà đạt được học bổng nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vì thế nên là mình đã rất là cố gắng chăm chỉ trong việc học tiếng Hàn. Đối với mình thì từ giây phút mình bước chân đến đây thì tất cả những trải nghiệm đều rất là vui vẻ. Nhưng cá nhân mình thích nhất có nghĩa là có lẽ là văn hóa ẩm thực ở nơi này. Rất là thích những cái món ăn mà cay hoặc là có vị ngọt, thế nên là đồ ăn Hàn Quốc rất là hợp khẩu vị mình. Cái việc mà sinh hoạt tại một đất nước mới lạ thì mình nghĩ là vấn đề khó khăn nhất chính là rào cản ngôn ngữ. Vì thế nên là trước khi sang đây, cho dù là chỉ một nhỏ hơn một số những cái đoạn hội thoại cơ bản thường ngày thôi thì mình nghĩ là các bạn nên học trước để sau này khi sang đây rồi thì phải ví dụ như là ra cửa hàng tiện lợi thì mua đồ như thế nào này. Thì những cái vấn đề cơ bản như thế nếu mà chuẩn bị từ trước thì mình nghĩ sang đây thì mọi người sẽ thích ứng với cuộc sống bên này một cách dễ dàng hơn. Như mình đã nói ở trên thì tất nhiên là việc có sinh hoạt một mình tại một cái đất nước xa lạ thì không hề dễ dàng. Tuy nhiên là nếu các bạn quyết tâm này, có lòng nhẫn nại này và cố gắng học hỏi đối với tất cả những điều mới lạ thì mình nghĩ là cho dù bất kể điều gì thì mọi người cũng sẽ vượt qua được thôi. I think.